Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Become Angel. Thì hiện tại bây giờ là sau cái cuộc sống của mình thì mình đã lên được thiên đàng rồi mọi người. Đó, đây là thiên đàng, nhưng mà chưa lên được thiên đàng chưa phải là thần tiên hay là gì hết nha. Chưa phải là thiên thần. Đó, nhưng mà bây giờ để mà thiên thần thì mình cũng phải vượt qua những cái thử thách. Nhưng mà thiên thần á là không phải là làm một mình, mà phải là làm theo nhóm. Thì cái ở trong này là mình buộc phải cùng với những thiên thần khác, những người khác chưa phải là thiên thần đâu. Đó, đều phải cùng sức vượt qua cái thử thách cuối cùng này, cái thử thách cuối cùng của mà Thượng Đế đưa ra, thì lúc đó thì mình mới có thể trở thành thiên thần được. Đó, đây như mọi người thấy. Lúc đầu thì leo nó khá là dễ đúng không? Nhưng mà càng về sau nó sẽ rất là khó. Đó, bây giờ là ở đây là chỉ có giúp đỡ lẫn nhau thì mình mới có thể vượt qua được cái thử thách của thượng đế đưa ra. Đấy. Đó, không, mọi người thấy không? Lại lên. Ôi trời ơi, tưởng đâu lên không được chứ. Lên luôn, đấy. Trời ơi, ngon lành canh đao đi. Hay quá. Đó, bây giờ cô chỉ cần cô đứng đây, cô để cho mấy thanh niên kia đạp đầu cô là cô được lên rồi. Đấy, thấy không? Chỉ cần đứng đây đạp đầu và đi lên thôi chứ không cần làm gì hết. Nhưng mà càng về sau á, càng lên cao á, là cái bức tường này nó càng dài nè. Đấy, nên là bây giờ mình nói chung là phải 4 người trở lên thì mới có thể nhảy lên nó dễ dàng được, chứ còn không thì rất là khó. Đấy, trời ơi, mình qua được rồi. Yeah, ngon lành liền. Ê, sao chơi nhảy bật cốc kỳ vậy? Còn thiếu chỗ này nữa không ơi? Hai người sao mà lên? Không hiểu. Trời ơi là trời, lên từ từ thôi. Đấy. Rồi lên. Đó, đúng rồi. Yeah. Lên luôn. Đấy, chính xác. Game này phải gọi là game hỗ trợ. Game đồng đội. Đấy, à, đúng rồi, game này game đồng đội. Thôi để tôi lên cho. Ok, lên được rồi. Đấy. Bây giờ càng lên cao á, hai người thực sự lên không nổi đâu. Lên rất khó. Phải là ba người. Ít nhất là ba người nhảy lòi bản họng luôn á thì mới lên được nha. Có nghĩa là nhảy đầu chồng đầu á, nhảy lên đầu thì đầu người này chồng đầu người kia á, thì may ra thì mới lên được. Đó, chứ còn không thì đợi. Đó, ok, mình lên được rồi. Ngon lành. Lên luôn mấy cưng, lên. Yeah. Đấy, cái chỗ này là no fly zone, là cái gọi là gần đến đích rồi nè. Khúc này khá cao, nếu như hai người thì không thể nào lên được đâu. Còn mấy cái phía dưới này nè, hai người thật sự là vẫn có thể nhảy đầu nhau lên được nha. Nhưng mà trên này là phải ba người. Tệ lắm, với là ba người thì mới có thể lên được, chứ còn hai người là nhảy không bao giờ lên nổi đâu. Nhảy một đường, nhảy đạp đầu lên. Đúng rồi. Nhảy đạp đầu lên, cố lên, muốn làm thiên thần mà. Yeah, cô lên được rồi, cô sẽ mở cửa cho mấy thanh niên này đi lên. Lên nè mọi người thấy không? Teamwork sẽ tạo ra thế giới, sẽ tạo ra được công việc, sẽ hoàn thành được công việc. Đó, đơn giản là thế. Thế là xong được một cái. Easy chưa? Đấy, có nghĩa là bây giờ mình xong cái này là mình sẽ được một sao. Người nào càng nhiều sao thì khả năng biến thành thiên thần càng cao. Yeah. Xong, được một sao rồi. Bây giờ được một sao rồi thì Kia sẽ đi tiếp qua bên này. Đây, Kia sẽ đi vô trong này nè. Đó, trong này nha mọi người. Chỗ này là một sao nè. Nhưng mà chỗ này ai một sao thì mới vô được. Còn ở đây có ai một sao không? Có nè, có người một sao nè. Một. Hơi bị nhiều đấy. Một hơi bị nhiều đấy. Yo, let's go. Này, một sao đấy, nhưng mà mình hoàn thành được cái thử thách này á là mình sẽ được 400 tiền và 2 sao. Đó, 400 tiền và 2 sao. Tiếp luôn. Ê, cưng, từ cưng. Cho anh lên nữa. Đó, ok. Tới đây thì không cần chạy nhanh đâu, tới đây thì cần quan trọng là cần những cái nhảy cao thôi. Đấy. Ồ. Quên. Tôi đâu có đi một mình như vậy được, tôi phải mở chứ. Tôi đâu có đi một mình như vậy được. Chơi vậy dơ lắm. Chơi vậy là dơ lắm, dơ cực kỳ luôn á. Đó, lên cưng, lên. Ủa sao ông này cũng chưa lên được. Rồi, lên, đúng rồi. Úi, bậy ơi. Ok. Tại vì Kia có cái cánh này nè, nên là Kia sẽ nhảy cao hơn cái người bình thường một chút. Đấy, Kia đang hỗ trợ thanh niên này leo lên. Mà leo không được nữa thôi, chứ còn gì để nói nữa. Ủa sao chỗ này nó cao dữ vậy? Chết rồi, chỗ này nó cao quá mọi người ơi. Ê, cho quy lên nữa. Ôi trời ơi, hú hồn. Ôi trời ơi, hú hồn. Yeah, hay quá. Lên luôn. Yeah. Good job, babe.
lên. Yeah, hay quá. Đấy, game này là game đồng đội, game phối hợp. Quên lộn, tôi chưa nhảy qua đây mà. Trời ơi, thiệt kinh chứ. Rồi, kể có người nhảy qua rồi. Ủa, chưa. À, khúc này là phải nhảy lên trên cao nữa. Yeah, hay quá. Ok, lên luôn. Nhảy, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Yeah, phải như thế. Rồi, lên luôn. Easy. Con con, đừng có bỏ tôi chứ. Làm gì làm, đừng có bỏ tôi chứ. Yeah, hay quá mấy. Hay quá. Lên luôn, tiếp luôn. Sắp tới nơi rồi. Sắp tới rồi. Nhảy lên. Nhảy liên hồi vô. Đó, một người qua là được rồi. Chỉ cần một người qua là được rồi. Không cần nhiều. Yes. Hay quá. Tiếp luôn. Đấy, đó. Không, chỉ cần một người lên được thôi là tất coi như là cả đám đều sẽ lên được. Rồi, tôi lên được rồi. Để tôi nhảy qua. Ôi trời, dăm ba cái này thì easy thôi mà. Qua cái một. Lên, nhanh. Ủa sao không kiếm bị kẹt lâu vậy? Trời. Ok, hú hồn. Tưởng đâu ông rớt xuống dưới luôn chứ. Rồi, lên. Có cái cánh màu nâu này thì nó sẽ nhảy nhanh hơn, nhảy cao hơn được người thường một chút. Cố lên. Trời ơi, tôi lên được rồi. Hay quá, mở nó không ra luôn. Lên. Come on. Đi, đừng có dại dột. Lên cái trên này mà rớt là cục lắm nha. Đi. Thôi ông đi, thôi để tôi đi cho. Khổ mấy ông quá. Lên cái trên này rớt là ăn cám luôn ấy. Yeah. Woohoo. Hoàn thành được một cái nhiệm vụ. Alo, hoàn thành được cái ải tiếp theo rồi. Được 3 sao. Trời ơi, được 3 sao rồi. Quá ngon lành. Tiếp theo của nó sẽ là đây, 3 sao ngay chỗ này là 1 nè. Hết rồi. Vậy là tiếp theo của mình sẽ là 3 sao. Vô. Wow. Đấy, một người được 3 sao. Ủa hồi nãy tôi nhớ đông lắm mà. 3 sao. 3 sao. 3 sao thì nó mỏng hơn nha mọi người. Đó, 3 sao thì nó mỏng hơn. Nhưng mà cũng được 4 người đúng không? 3 người hay 4 người? 3 người à. Không, 3 người là được rồi. Tại vì 3 sao mà... Tại vì nó hẹp. 4 người. Ồ, được 4 người. Đó. Nó hẹp, nó rất là dễ rớt, thấy không? Nó rớt một phát là mệt lắm luôn ấy. Đó, đúng rồi. Trời ơi, cố lên. Yeah, rồi đạp đầu nhảy lên luôn. Lên, nhảy lên. Hay quá. Rồi lên luôn. Rồi, nhảy lên luôn. Từ, rớt bây giờ. Hay quá. Yeah. Tiếp luôn. Rồi, hai người nhảy không là cũng muốn rớt đài rồi chứ. Lên. Come on. Cố lên. Rớt. Chỗ này dễ quýu lắm nè. Lên cưng. Trời ơi, sao ông rớt hoài với ông? Ông mà rớt xuống dưới này là tôi bóp ai luôn á. Lên. Yeah. Trời ơi, lên được cái miếng này là khỏe lắm luôn ấy. Lên được cái miếng này là kiểu gì khỏe lắm luôn ấy. Mình không chịu chọn nhảy cao, hèn chi chọn cái chạy nhanh hoài nãy giờ. Nó thấy hơi kỳ kỳ. Đáng lẽ tôi nên chọn nhảy cao mới đúng chứ. Đấy, chính xác. Nhưng không, nhảy cao nhảy một phát lên ngay, thấy chưa? Rồi, tiếp luôn. Từ, chuyện đâu còn có đó, cứ từ. Rồi, lên luôn. Đấy, không, hai người đồng sức đồng lòng thì cỡ gì nó cũng lên thôi. lên cao vậy, từ. Rồi, lên luôn, yeah. Rồi, lên. Đấy, không, muốn làm thần tiên đâu, muốn làm thiên thần đâu phải dễ đâu. Nhảy thấy bà luôn á chứ. Ê, đi ra. Đi ra. Rồi. Chồng đi. Không cho ghi luôn mọi người, không cho ghi luôn, quá đáng, nhanh lên. Rồi, ok, rồi nhảy lên. Yeah. Hay quá. Rồi, một người, hai người. Rồi để tôi. Tôi có nhảy cao để tôi lên. Yeah. Đỉnh vãi.
Good. Trời ơi. Good. Trời quá good luôn. Trời đỉnh dễ sợ. Oh. Wow. Yeah, hoàn thành thêm được 3 sao nữa. What? Trời sướng, sướng mọi người. Lên được 6 sao rồi. 6 sao, ở đây có cái 6 sao nữa nè. Không, vô thử coi 6 sao nó như thế nào nha. Ủa, 6 sao nó không cho tôi vô mọi người. Mặc dù tôi 6 sao, à, vô được rồi nè. À, 1 người và 2 người hả? Một cái này, cái này phải hỗ trợ lẫn nhau nè, một người và hai người nè, hiểu rồi đó. À, hay quá. Đừng bớt đập đầu nhau nha. còn nữa em ơi, còn nữa em ơi, chưa. Yeah, hay quá. Ông tướng, ông chơi ông đạp đầu. ông hất ra ngoài luôn mới ghê chứ. Thiệt ơi. Rồi né ra nè. Đó, đúng rồi. Yeah. Ê, đừng đây, làm gì đừng đây. Đừng có đẩy. Ok. Good. Yeah. Ôi ơi, cứ. Ok. Ơi, rớt bây giờ. Trời ơi, mém nữa là rớt rồi mọi người. Mém nữa là rớt rồi. Cố lên. Yeah. Hay quá. Đang phối hợp rất là nhịp nhàng. Yeah. Đã. Rồi, xong, xui cho thanh niên đó. Rớt cái bịch luôn rồi. Xui. Tao nói nó xui. Nó xui vãi chưởng. Lên cái trên đó, lên cái trên đây rồi cũng còn rớt nữa là xui lắm luôn ấy. Yeah. Lên được bao nhiêu sao đây? 10 sao. Wow. Em quá xui. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nói chung game này là game teamwork nha mọi người. Game chơi theo nhóm, chứ chơi một mình là không bao giờ được trở thành thiên thần đâu. Đấy, mọi người cố gắng chơi game này, chơi càng đông càng tốt. Càng chỉ có càng đông thì mình mới càng dễ win thôi. Đấy. Rồi thì ok, thì Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho Kia một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình nhé. Bye bye.